Em chào bà con, chào các bạn nha. Thì hôm nay em sẽ phối tiếp tục cái con heo heo hậu bị của em. Tinh heo nè, có công ty Đà Hớt nha. Đà Hớt giống là giống đu gốc nè nha bà con, đu gốc. Thì cái này là nó có cái ngày sản xuất luôn nè, ngày sản xuất của nó nè, ngày 29 tháng 7 2020, có ngày sản xuất luôn, có mã vạch, mã code để chi cái nguồn gốc luôn, xuất xứ của heo. Giống đu gốc, giống cái giống heo của công ty thì nuôi rất là mau lớn rồi con. Thì hôm qua là em đã phối một chai rồi đó. Hôm qua là ngày thứ tư, bữa nay ngày thứ năm em phối tiếp tục thêm một chai nữa đó, một bọc nữa, một túi nữa đó. Lấy tinh hồi đó đi phối tinh chai quen rồi, bây giờ nói ra nói chai chai không đó. Thì vẫn tiếp tục y cái bài cũ là thuốc dục mình pha vào, oxytocin, oxytocin mình pha vào đó. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ kỹ với số bà con mà muốn phối tinh ơn á, thì em sẽ chia sẻ nha. Cái này mình pha vào đây, hôm qua anh đã có làm rồi, thì hôm nay em không có đem cái đồ để quay xuống này, để cái điện thoại rồi, cầm có một tay một à. Bây giờ em ngưng lại đang em rút thuốc rồi em tiêm vô cho bà con coi nha. Em có một tay một khó làm lắm. Này, cái ống oxytocin em đã khui đầu rồi nè nha bà con. Đó, thì giờ em tiến hành em rút. Tay một khó thiệt luôn á. Rồi bị bệnh gung tay nữa chứ. Giờ em tiến hành em rút nha. Đây nè bà con, rút xong rồi nè, giờ tiến hành bơm vô nha. Tinh thì đã khui lỗ rồi nè, bẻ đầu rồi đó. Giờ mình đút vô mình bơm thôi. Còn thông cảm nha, em bị cái bệnh gung tay. Xong rồi mình lắc cho nó đều lên thôi. Y như hôm qua em có làm một cái video rồi đó. Hôm nay em hướng dẫn là phối luôn. Con heo này nó xuống nước rồi, bữa nay thì nó cũng cũng có vẻ là nó muốn không chịu đó bà con. Thì hôm nay thì em gắn làm, rồi mình gắn vô cái ống tinh nha. Ống tinh thì em sử dụng ống nhỏ này nha bà con. Hôm nay cuối nước rồi, dám chừng không chịu nữa nè. Thì đây nè bà con, nó dọp rồi, cuối nước rồi. Thì giờ mình tiến hành mình phối nước cuối cùng nha. Bữa nay là 5 ngày rồi đó. Em khi mà mình phối thì bà con nên là cho một miếng tinh vào đây trước nè. Để cho nó có nước. Hôm qua nó có nước, bữa nay nó hết nước rồi. Nha, thì bà con thấy thì mong bà con thông cảm nha. Đó. Bà con cứ cho vậy đi chứ đừng có sợ hao tinh. Rồi mình để cái ống này nè, khoảng 45 độ chạch lên để làm chi, để nó không có vô đường tiểu nha. Chạch lên đó. Còn mình chạch xuống là nó vô đường tiểu nha, rồi đút từ từ vô đó. Bữa nay nó muốn hết chịu rồi. Nó ăn cũng no rồi, nó muốn hết chịu. Hôm qua thì nó chịu. Thì ăn cũng no rồi. Thì để em gán em phối cho bà con coi nha. Em cố gắng. Heo này thì nước cuối thì nó vậy đó. Lúc vào thì nó không chịu. Nhưng mình chuyến cuối này thì có thể mình vớt vát được vài con nữa đó. Rồi. Hôm qua thì đã phối được một ống mà. Hôm nay là không chịu nè. Con này có hai tay thì nó chịu rồi nè, tại vì có một tay à, hai tay nên không có đè được nè. Có một tay nên không đè được nè.
hai tay thì đây. Tay nó hướng dẫn khó, lúc vô cái nó thốn đó bà con. Đó. Như vậy nha. Đó, thì bà con cứ đút vô từ từ rồi mình nương đó. Độ sâu độ cạn của mỗi con này nó khác nhau nha. Đó, như con này thì nó sâu nè, tử cung nó sâu rồi xong bóp, mình khỏi bóp đó, bà con cứ để dở cái cây tinh gì đi theo nó nè. Có ấy thì mình đè lại nè, mình đè lại gì nè thì con heo nó sẽ đứng lại liền. Nó sẽ đứng lại, không có tay đè. Rồi tự động nó sẽ rút tinh lên đó. Này thì cũng cuối nước rồi, có phối. Nhưng mà thôi, biết đâu cuối nước thì cuối, nhưng mà được một hai con nữa thì sao. Mình cứ để cho cái con heo nó rút từ từ nha, nó rút từ từ, đừng có dội bơm liền. Hôm nay thì muốn cuối nước rồi, hết chịu rồi. Ai gì đâu mày làm tao quê quá. Kệ nó, cứ mình cứ cầm cái ống thôi, ấy tin mình đi theo nó gì đi. Này mình vớt chúng chuyến cuối mà. Hôm qua thì mình có phối rồi, đâu có sợ nữa. Nó chảy ra thì kệ nó. Nè con, đó. À, gượt bắt quá. Đấy. Này chiến cuối cùng. Nước cuối cùng luôn rồi đó. Này heo nó hết chịu rồi. Không ảnh hưởng gì hết trơn nha bà con, không sao hết. Đó. Tinh nó rút xuống từ từ nè, nó rút hết rồi nè. Thấy không? Đó, rồi rút ra. Xong. Rút ra vỗ mông nó một cái. Vỗ để mục đích là cho cái tử cung của nó khép lại để nó giữ tinh lại nha. Giữ tinh lại. Nhưng mà thực chất á là con heo á, khi mà cái lượng tinh nó vào á là nó không cần nhiều dữ gì đâu, mình vào là dạng trừ hao rồi chứ đâu có cần nhiều dữ vậy, quá nhiều tinh mà đó. Nên là nó có chào cái gì nên bà con cũng đừng có sợ, cứ phối đại chào ra cũng kệ nó không sao nha, cứ phối đại nhưng mà đừng bóp mạnh quá, có bóp thì bóp nhẹ nhẹ thôi, hoặc là như em đâu bóp đâu, để cho nó co bóp, tử cung nó co bóp. Đó. Thì hôm nay thì em chia sẻ, nhưng mà con heo này thì nó nước cuối rồi, nên nó chạy lòng vòng. Nhiều người coi chắc cũng cười, nhưng mà thôi kệ, em cũng đăng lên cho bà con. Đó. Người thật gì thật, đó, mình đăng lên vậy để cho bà con có làm thì làm, theo dõi. Mấy con bên kia nó thấy mình này lạ quá, nó ngó qua nó dòm á bà con. Thôi vậy chào, hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo nha bà con. Đó, thì đó là cái cách để mà mình phối heo là như vậy. Đó. Thì bà con phải đưa hướng lên trên đó, chứ đừng đưa cái ống hướng lên trên đó, chứ đừng có cắm xuống nha, đừng cắm xuống, hướng lên trên để nó tránh cái đường tiểu, tại vì trong cái âm hộ nó sẽ có một cái lỗ niệu đạo, đó là cái đường tiểu đó, mình như hồi nãy mình đâm vô cái đường tiểu đó thì nó không có vô được nhiêu đó, đâm vô cái đường tiểu đó này nó sẽ làm cho con heo nó bị viêm nha bà con, hướng lên trên để đi vào cái tử cung đó, chỉ thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi em chia sẻ với bà con vậy, phối con heo này nó hơi mệt đó nha bà con.
Em hơi mệt, nói chuyện nó hơi mệt. Hôm nay nó chạy quá, hôm qua thì nó im, hôm qua im là hôm qua ngày thứ tư, hôm nay ngày thứ năm là nước cuối rồi nè. Mình thấy nó nhỏ lại, nó tết nhỏ lại, nó đỏ thì nó vẫn còn đỏ nhưng mà nó tết nhỏ lại. Thì bữa nay là cái ngày mà mình cuối cùng để mà mình phối để coi thử nó có khuyến mãi cho mình được thêm con nào hay không đó. Nhiều khi trứng mấy trứng cuối nó rụng á, thì mình phối đại thử coi nó có ấy không, chứ không sao, không ảnh hưởng gì hết theo. Đó, thì em sử dụng trên cái đàn nái nhà đó. Thì thời gian phối thì em cũng đã chia sẻ với bà con rồi. Tránh thời gian từ 12 tới 14 giờ chiều, 12 giờ trưa tới 14 giờ chiều là tránh thời gian đó. Thời gian đó thì nó nóng, nó rất là nóng. Và cái thân nhiệt của con heo này nó cũng lên. Thân nhiệt lên mà cái âm, cái tử cung trong cái thành, trong cái tử cung của con heo á, là cái nhiệt độ nó lại rất là cao nữa. Nó cao lắm, cao hơn cái thân nhiệt luôn. Bởi vậy mình phải để xuống, hạ xuống. Đó, tức là tránh những cái giờ đó để cho nhiệt độ của ngoài trời nó ổn định và nhiệt độ của con heo ổn định thì phối tinh nó mới không có chết bà con. Thôi vậy đơn giản vậy thôi, chia sẻ bà con vậy nha. Chào, hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo nha.